như hết như thế rồi. Nhưng này là thu hoạch được rồi gì bác? Cái này là gọi là với thằng Trung Quốc thì chưa đạt. À. Bởi vì nó phải chín hết như thế này. Thì mới được. Đâu bác? Đây nó phải chín hết như thế này thì mới được. Thế bác đã bán mẻ nào cho Trung Quốc? Chưa, không, mọi năm toàn bộ bán cho Trung Quốc. À, thế năm nay chưa bán được hả bác? Năm nay chưa bán được bởi vì là nó chưa vào vụ. Bây giờ nếu mà đã như thế này thì phải đi bẻ khắp vườn mới chín thì mới ấy được, thì nó vẫn còn thành. 2-3 cân một tốn. Sau đó là mới xếp làm. Trường trong nước hay bởi vì như thế này, cái đầu tiên là cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì đã là để Trung Quốc chỉ ở cái tầm xuất Việt Gáp thôi. Thế nhưng ở lục ngạn này thì thậm chí như địa bàn xã Hấp Sơn đã có xuất chăm sóc theo gà lô Gáp rồi, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, Nhật, EU. Tại Trung Quốc mấy cái chúng tôi ưu việt là gì thôi. À, tập trung ở đâu? Tại Trung Quốc đều có Việt Nam 荔枝，只要有超市的地方都有越南荔枝。真的吗？嗯，真的。敢肯定吗？啊，敢肯定。那tôi có thể khẳng định với các bạn một điều là bây giờ cái vải của Việt Nam nó xuất hiện ở tất cả các thành phố, các tỉnh Trung Quốc, không chỉ là riêng ở miền Nam đâu mà cả miền Bắc miền Trung. Và phải tôi dám khẳng định là tất cả các thành phố Trung Quốc hiện giờ đều có cái vải Việt Nam. 这个新疆离我们那远呐，这个这江西，这山东，这河北，这还有新疆，登其实沙洲也有，登江有，登江，và ở đây cũng có danh sách một siêu thị ở Tân Cương đặt hàng vào. Chủ tập trung chủ yếu thị trường tiêu thụ ở bên kia thì là mai nhiều nhất. 现在哪里卖的多，就是都差不多吧，应该。应该这现在这个价格方面，我们中国也能接受了，进超市老百姓也能吃得起。嗯，这个价格吧，以后中国这个地方呢，更多更多的个cuộc sống người dân nên là bảo là sức mua đâu lớn nhất thì cũng khó, mà tôi nghĩ là gần như các cái dòng sách 57 siêu thị này thì sức mua tương đương nhau.